Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều nay, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung, ấp Phú Hữu Yên, xã Sông Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc mẹ luôn khỏe mạnh, trường thọ. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của quý bà mẹ Việt Nam anh hùng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt việc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.